Ừ. Bao nhiêu ly? Hả? 12. Cái gì? Bù xong mấy lòng tán. Con tán 12 ly. À, dòng trong của bạc này là 60 ly nha các bạn. Dòng ngoài là 80 ly ha. Ok, 690 ngàn. Mẹ mở xuống bể cái lô muối tôi đó, cục à. Đấy rồi. Ok, còn một cây nữa nha các bạn. Ở dưới đây nước đang lớn nha. Đứng đây quay cho bạn xem luôn. À, tại sao phải mài cái đầu bùa xong đó? Tại vì dặn bùa lông cho nó dễ vô các bạn. Rồi ok, vô rồi. Tiền bạc ông thấy mới cho đi bán giấy số nữa kìa. Ok, giờ gần xong rồi cắt bỏ. Ừ. Ừ. Bao nhiêu ly? Hả? 12. Con tán 12 ly. Rồi, ok, xong.
Rồi, yêu quái sắp đến rồi các bạn ơi. Thì hiện giờ đang chuẩn bị cho Thiên cái phần bánh lái nha. Thiên phần bánh lái mình để vô, mình lắp vô lại nha. Rồi, ok. Bánh lái này mình đón khoảng 100 kg đó lại rồi nha. Hiện tại nước lớn nha. Còn cái phần này khi mình đem lên rồi thì mình sẽ lắp keo lại các bạn. Lấy con dây bao nhỏ cậu ơi, nhớ không có. Cậu ơi, kéo con dây bao nhỏ nhỏ. Ở đây anh Hậu thợ mộc nè, các bạn khi nào có làm ghe gì đó, ảnh đi đâu ảnh cũng làm được hết trơn á. Đi nước ngoài luôn các bạn. Hiện tại sắp mưa các bạn. Mới thôi, đi chừng chừng kia này. Thôi đi cho này. Rồi bây giờ sẽ dùng cái bả lan với mình kéo nó lên các bạn. Các ăn trang cốc. Xuống chút nữa. Ok, các ăn mà. Rồi, rồi. Mà. Đi. Lái đã hỏng rồi không nữa. Quá chắc không? Vô sâu rồi. Tiếp. Rồi hiện tại trời mưa các bạn. Đây. Bây giờ sẽ dở thẳm lên, đưa vô cái chén đó nha. Sao ơi? Thế phải làm cái gì? Rồi hết rồi, dở luôn nè. Rồi, ok. 1, 2, 3. Vô lỗ. Anh cầm rồi nha. Quá im nè. Canh miếng ở trong rồi. Canh rồi. Đợi miếng đồ này trong không được. Ok bây giờ thôi. Đúng rồi, anh cho cháu cái cánh nha. Nhét cho chút xíu. Đúng cái chân này phải buộc cái ba lan lại mới được. Buộc ba lan lại cho nó hở khoảng thêm một cái khoảng một tấc nữa để ta chỉnh. Nhét cái chút xíu cho nó dễ. Dễ rồi, 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 rồi. Hiện tại thì cái phần lỗ này nó hơi rộng ha. Bây giờ nhét nhét bột vô nhiều nhiều ha. Này bột đá nha các bạn. Cái này mà quay nó nói tôi đang ở bên Nhật. Xong thằng quay lên. Chết liền cái hồi bọt. Chết liền cái mẹ báo tôi ha, móc đây nữa chết liền á. Rồi, ok, xong. Móc cái lỗ này lên là 3 ngày luôn á. Cho tràn ra rồi, ok á. Trời, nó không biết cái lái là nữa là đúng. Quá chắc. Rồi, xả cái lên em tư. Xả đi. Vậy là nó đặt tính nhắc cái đó luôn à. Không có chạy, không chạy lên chạy xuống. Rồi. Rồi,
rồi kìa, móc khoan lỗ sao nè. Để cho nhà nước rồi lo. Móc đặt ở đây. Ai đứng ai nhịn ai. Rồi đẩy vậy cho đi chắc. Này chuẩn bị đứng khoan lỗ nha các bạn. Lon vô.